Các bạn chú ý này. Ví dụ 1 chúng ta sẽ có cho hình chóp tam giác đều SABC có SA bằng A và góc ASB bằng 30 độ. Một con kiến bò từ A đến nơi có thức ăn tại một điểm trên cạnh SB rồi tới một điểm trên SC để uống nước. Đó, bài toán thực tế đúng không nào? Sau đó quay lại về điểm A. Hỏi quãng đường ngắn nhất mà con kiến đi được là bao nhiêu trong bốn cái kết quả này. Đó, chúng ta hình dung là bài toán này nếu mà chúng ta không giải phẳng thì chúng ta giải quyết rất là khó khăn đúng không? Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Bạn nhìn này. Đây. Chóp S A B C là chóp tam giác đều đúng không nào? Đó. Thế thì người ta cho SA bằng A rồi, góc AS B góc này bằng 30 độ. Các bạn hình dung là có một con kiến từ điểm A này đúng không? Nó bò đi đến cạnh SB, bò đến SB này. Đó, sau đó tiếp tục nó tới SC, được chưa? Tới SC xong rồi thì nó quay về điểm A, được chưa nào? Đúng không? Đấy, nó đi theo vòng này. Mà hỏi quãng đường mà ngắn nhất con kiến đi được là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ trải phẳng thế này nhá. Để các bạn nhìn này, SAB này, bên đây đây. Đấy, chúng ta sẽ cắt các mặt này ra đúng không? Các tam giác này chúng ta trải trên mặt bàn và chúng ta tìm quãng đường ngắn nhất mà con kiến đi. Chúng ta thấy này, đó. SBC này, SAC này, được chưa nào? Đấy, bạn thấy này. Nếu mà mình cắt chỗ SA này thì A với A phải trùng nhau. Ta cắt từ SA ra đúng không? Ta toẽ ra thôi, đúng không? Đây toẽ ra SA, SA phải. Đây chính là điểm A, A phải với A trùng nhau, được chưa nào? Thì con kiến mà đi từ A này đến SB này, đến SC này, xong đến A phẩy này, đấy, quay về A đúng không? Đến A phẩy đấy. Thì các điểm này là các điểm phải thẳng hàng. Thẳng hàng thì ngắn nhất mà, chứ nó đi vòng lên trên, đúng không? Đi vòng dưới thì đi vòng đây thì nó không được, nó không ngắn nhất. Bạn nhìn này này. Đấy, bạn hình dung cái đường con kiến đi theo như này. Đấy, B này, vậy tương đối này nhá nhá. Đấy. Đấy, đây chấm đều nhá, S A B C A phẩy, ví dụ như này được chưa? Đó, SB này. SC này. Đấy, được chưa? Đó. Ví dụ đi như này. Đấy, đi điểm M đúng không? Đi điểm N. Chưa? Trên SC và nó đi về điểm A. Đúng nào? Đấy, con kiến bò như thế. Nhưng mà ngắn nhất thì như nào? Ngắn nhất thì nó đi như này. Đấy, đi. Đây là M, nó sẽ trùng. Đây M phẩy đây, M phẩy M trùng nhau. Đấy, N phẩy đây. Đó, khi đó là A, M phẩy, N phẩy và A phẩy là các điểm thẳng hàng với nhau. Đấy, và chúng ta thấy này. Bài toán cho cái cạnh SA bằng A rồi. Đương nhiên SA bằng SB bằng SC, tất cả đều bằng A hết nhé. Bằng A hết, chóp đều mà. A,